Chào bà con, chào bạn nha. Em chọn thuốc cho mấy con lươn nó chủ nhật này, em chọn thuốc cho nó ăn. Thì chủ nhật á, thì thường thì chủ nhật nào em cũng sổ lãi nó cho nha các bạn. Sổ lãi rồi mình chọn vitamin khoáng chất đồ vô cho nó nữa là được rồi. Thì cuối tuần là vậy đó, cuối tuần nào cũng vậy hết á. Coi như ở đây là mình phòng bệnh á, xong rồi mình để cho nó ngấm một chút đi, rồi mình hãy cho nó ăn. Thì lươn này bên đây thì nó mới xuống. Rồi tết này thì cho nó ăn trùng, trùng quế. Cái này xay rồi ha, cái này xay rồi, cái này chưa xay nè. Thì đối với cái giá lươn bây giờ thì nó nuôi lươn thì nó cũng không còn hấp dẫn như mấy năm trước nha các bạn. Nó không có lời nhiều. Ở đây thì mình tự tạo con giống thì nói chung là nó đỡ lắm. Nó đỡ hơn đối với những anh em mà người ta đi mua con giống ha. Mua con giống thì nó chua lắm ạ. Cái này thì mình là đã lời được cái tiền là con giống rồi đó. Thở mua con giống mà thấy ngon rồi đó. Rồi còn cái thời gian mình nuôi nữa thôi. Đạt đầu con rồi nữa là được ha. Trùng quế này bỏ vô máy xay nhuyễn ha. Này là người ta xay sẵn cho mình luôn. Cái máy bự á, nó xay. Chứ không phải bỏ vô máy sinh tố mình nha. Ô tố mình vô máy sinh tố xay cũng được, dành riêng cho nó. Này thì mua người ta xay sẵn rồi. Xay sẵn cho mình luôn. Cũng dễ. Về dễ sử dụng, cho nó ăn cũng dễ nữa, khỏi tốn tiền mua cối. Vì thì cho ăn trùng chỉ cũng được nha các bạn, nhưng mà ăn trùng chỉ thì nó tốn quá. Với bây giờ nó mua trùng chỉ nó khó lắm, chỉ là để dành cho mấy con lươn nó mới xuống thôi đó. Cho nó ăn thôi chứ hẳn cho nó ăn khoảng 7-8 ngày là cho nó ăn ba cái trùng này luôn à. Trùng quế mà ăn trùng quế này nó lại mau lớn hơn trùng chỉ nha. Ăn trùng chỉ chứ con lươn nó lớn không bằng đâu. Trùng quế xay này chứ nó mau lớn hơn, nó rẻ mau lớn mà. Chỉ giờ khó kiếm lắm, mua khó lắm. Mua cũng không đủ ký nữa, mua ký chứ về mình căng đâu có còn nhiêu đâu, vài trăm gram vậy đó. Hồi lúc trước thì mua đủ ký, sau này mua không đủ ký, ít người bán quá, không có trùng. Này em đang bắt đèn led điện thoại nha. Gậu dung lương luôn à. Xong rồi đó, xong cái này lươn nhỏ rồi. Cái này thì cho nó ăn luôn à, khỏi có xay, tại nó bự rồi. Còn bên đây thì cho nó ăn xay nè,
Xì nó nút cũng thấy ham lắm, cưng lắm. Đó, đây hơi nhiều. Đó, đây đi. Đây nó ăn muốn hết rồi. Rồi. Ở đây mình cho mấy con lươn trọng hơn chút ăn. Đây thì cho nó ăn trùng quế này dặm thêm nha. Chứ mấy con lươn này ăn thức ăn được hết rồi. Này nhỏ bên đây thì ăn 0.3 nè. Còn bên đây thì ăn 0.5. Cho ăn 0.5 hết cũng được, mà cho ăn 0.3 hết cũng được nữa, nó cũng ăn hết à. Mà thức ăn 0.3 thì mua lúc có lúc không nữa chứ. Nên là mua rồi để dành đó à. Cho mấy con nhỏ nó ăn. Chứ cho mấy con bự nó ăn luôn thì nó lại tới hồi liền lúc cần lại không có, thiếu. Mình đi mua nó nhiều khi nó không có, không có hàng. Thêm miếng nữa đi. Nó nhỏ hơn. Mua trùng quế mà có cái con trùng nó nhỏ gì nè các bạn, mà nó sạch, lươn nó ăn nó sung nữa. Nó không có đá. Còn trùng bự là nó dơ lắm. Đá không. Chứ nó đông đá nhiều, nó đông nước. Nó nước nhiều nó đông đá cứng ngắc. Trùng bự là đâu có dễ dẻ bằng cái dao nhỏ này được đâu. Phải lấy cái dao lớn á, chặt á. Chứ đâu có dễ như cái dao nhỏ này được. Này là mới lấy trong tủ ra đó. Nhưng mà vẫn chẻ ra được bình thường. Cục trùng này nó dẻo á. Lựa trùng gì nè. Cho nó ăn. Cho ăn dặm theo thôi ha, dặm thêm thôi. Dặm thêm vài chữ nữa là được rồi, bày đó đó. Mình cho nó ăn thức ăn là được rồi. Này chừa lại miếng nặng nga gãi cho cái bày đó luôn. Đây cho bầy bự này. Ngày này thì nó ăn thức ăn ăn ly. Nắp thao rồi đó. Nhỏ này thì cho nó ăn 0.5 nè. Xong rồi đó. Xong buổi trưa.
cái nước này cũng đang thuốc sát trùng luôn đó, đó. Sáng chủ nhật là sáng nào cũng sát trùng hết đó, đó. Sát trùng mình cho nó ăn cũng bình thường ha. Thôi kết thúc video này ở đây nha. Chào, hẹn gặp lại bà con ở những video sau nha.